So sánh kích thước của các hành tinh trong hệ mặt trời. Trái đất, hành tinh xanh của chúng ta có đường kính dài 12.742 km. Mặt trời có đường kính gấp 109 lần trái đất. Sao thủy có đường kính bằng 0,38 lần so với trái đất. Sao kim có kích thước tương đương trái đất, với đường kính bằng 0,95 lần. Sao hỏa có kích thước bằng một nửa trái đất, với đường kính bằng 0,53 lần. Sao mộc có đường kính gấp 11 lần trái đất. Sao thổ có đường kính gấp 9,4 lần trái đất. Sao thiên vương và sao hải vương đều có đường kính gấp 4 lần trái đất. Hành tinh lùn Pluto, sao diêm vương có đường kính bằng 0,18 trái đất. Trong số các vật thể này thì sao diêm vương cách xa mặt trời nhất với khoảng cách là 39,5 đơn vị thiên văn và nằm gần nhất là sao thủy với khoảng cách 0,4 đơn vị thiên văn. Khoảng cách giữa mặt trời với trái đất là một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng 149.597.870,700 km. Đây được một đơn vị đo lường thiên văn để đo các khoảng cách trong không gian.